Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự trong tuần dành cho ngày Chủ nhật và xin được chào tất cả anh Andy Phạm. Andy cũng xin được chào tất cả Ngọ anh Nguyên Khôi và xin được trở lại với quý vị trong chương trình thời sự trong tuần. Nguyên Khôi anh đâu có sợ đâu quý vị, anh đi đưa tay ra bắt tay là anh bắt tay liền ngay lập tức. Người không có đáng ghét. Xin thưa với quý vị, ngày hôm nay ngày Chủ nhật. Một vài vấn đề gửi đến quý vị, nhưng mà chắc có lẽ cái việc đầu tiên nhất mà chúng tôi tóm lược đến với quý vị đó là cái vụ xử mà về cái vụ mà chiếm đất chiếm đai ở tại Đồng Tâm. Đồng Tâm. Mà Đồng Tâm đó thì nếu anh đi không làm là ở ngoài Quảng Trị phải không? Anh ở ngoài Hà Nội. Ngoài Hà Nội. Anh đi quên cái vấn đề này. Thì cái vụ đó thì xét xử như thế nào thì cái diễn biến ra sao thì anh Nguyên Khôi sẽ tường trình lại với quý vị và chúng ta cùng điểm qua một vài những vấn đề. Mời anh. Vâng. Vụ Đồng Tâm thì nó kéo dài nhiều năm rồi, và sau cái vụ mà tấn công vào Đồng Tâm là Đồng Tâm đó, xã Đồng Tâm đó, thì cụ Lê Đình Kình là người coi như lãnh đạo những người mà không đồng ý với cái chính sách về đất đai của nhà cầm quyền Hà Nội, thì cụ đã bị chết ngay ngày hôm đó, bị Cộng sản Việt Nam công an bắn chết ngay ngày hôm đó. Rồi sau đó thì trong cái cuộc tấn công vào Đồng Tâm khi đó thì nhà cầm quyền đã đưa khoảng 3.000 người, 3.000 binh lính và công an tấn công vào làng, và cuộc tấn công bắt đầu vào lúc 3-4 giờ sáng. Thì 3 viên công an đã bị chết, 3 viên công an đó bị chết, và theo như nhà cầm quyền cho biết thì họ bị chết cháy, bị đốt cháy, chết cháy thành than. Cái chữ họ dùng là than hóa. Và họ đã tuyên dương 3 người công an đó, rồi họ bắt những người mà chống đối, đưa ra tòa xử, và phiên tòa trong tuần lễ vừa qua đã diễn ra. Và sau khi phiên tòa diễn ra thì có những cái ý kiến phải nói là rất là bất mãn ở trong nước cũng như ở ngoài nước. Thì trong cái chương trình của Đài Quê Hương gửi đến quý vị, đặc biệt là trong chương trình Đọc Báo Vẹn, chúng tôi có nói nhiều vấn đề này. Nhưng mà vì đó là chương trình mà chỉ dựa vào những cái bài báo đăng ở trong nước thôi, còn chúng tôi không bàn về những cái bài báo mà ở ngoại quốc, tức là ở Việt Nam hay ở thế giới, người ta nói về cái cuộc xử án đó như thế nào, tại vì nó không phù hợp với cái khuôn khổ, cái format của cái chương trình Đọc Báo Vẹn. Nhưng mà với chương trình này chúng ta có thể đọc một cách rộng rãi hơn. Thì sau đây chúng tôi xin trích một vài đoạn ở trong một cái bài báo đăng trên website của đài BBC, đài BBC tiếng Việt đó, đài của Anh Quốc đó thưa quý vị. Cái bài báo có tên là Vụ Xử Đồng Tâm, bình luận thêm của báo tiếng Anh và người ở Việt Nam. Hôm thứ Ba, bài báo của The Diploma với tựa đề là Phiên tòa xét xử tranh chấp đất đai ở Việt Nam chấm dứt với các bản án tuyên có tội, và nhận xét rằng sau những dấu hiệu khoan hồng trước đó, các nhà chức trách Việt Nam đã sử dụng phiên tòa Đồng Tâm để gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Tranh chấp đất đai Đồng Tâm kéo dài của Việt Nam đã đi đến hồi kết với việc một tòa án phát hiện 29 dân làng phạm tội chống lại chính quyền nhà nước sau một cuộc đụng độ chết người với cảnh sát vào tháng Giêng ngày 14 tháng 9. Các thẩm phán ở thủ đô Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với anh em Lê Đình Chức và Lê Đình Công. Đây là hai người con trai của cụ Lê Đình Kình. Những người bị buộc tội giết người vì cái chết của ba công an trong vụ việc. 27 bị cáo khác nhận mức án từ 15 tháng tù cho đến chung thân. Phán quyết đánh dấu một cột mốc đáng tiếc tại khu vực Đồng Tâm, một ngôi làng ở phía nam Hà Nội, nơi mà người dân địa phương đã dành ra 3 năm qua để chống lại nỗ lực của chính quyền trong việc xây dựng một sân bay trên khu đất liền kề với làng. Cộng đồng cho rằng khoảng 47 hecta đất của họ đã bị chiếm đoạt một cách bất công thay mặt cho tập đoàn Viettel, công ty truyền thông quân đội của Việt Nam. Cái vụ xử án này, người ta nói rằng là nó rất là bất công, ngay cả những ngày xử án đó. Chẳng hạn như là các luật sư của bên bị cáo đó, họ đòi thể hiện lại, thực hiện lại cái vụ chết nó như nào, tại hiện trường như thế nào. Thì bên công tố bác cái đề nghị đó, nói rằng không cần thiết và nó rất là tội, tại vì bây giờ nếu mà mình dựng lại cái hiện trường, cái vụ án nó như thế nào, cái vụ việc đó như thế nào, thì làm sao mình có thể kiếm được người để mà thiêu sống, để mà chết, và những cái hình ảnh của những người bị chết mà chết cháy đen như vậy nó sẽ quá kinh hoàng đi.
Nó cháy ngay chỗ nào? Nó cháy, tức là khi mà tấn công vào đó thì họ tấn công từ nhà này sang nhà bên kia. Ừ. Khi mà họ tấn công vào nhà của gia đình Kình thì họ từ cái phía nhà con của phía bên này họ tấn vào bên hông vào, và giữa hai căn nhà như vậy nó có một cái lỗ hổng. Không biết vì lý do nào, thực sự là cái này là rõ ràng là những người mà đây là cái vụ tổ chức tấn công và có soạn trước, có chuẩn bị trước, cho nên họ phải nghiên cứu địa hình rất là rõ. Nhưng mà không biết tại sao, vì một lý do đó sơ sót cho cái vấn đề đó, mình không biết, họ mới rớt xuống cái đó. Thì khi mà nhảy từ nhà này qua nhà kia thì nó rớt cái đó. Ở người ta, ở dân địa phương hay là người miền Bắc thì người ta gọi cái đó là giếng trời, tức cái khoảng không trống không như đó, thì rớt xuống như đó. Thì theo như cáo trạng của bên Viện Kiểm sát Nhân dân họ đưa ra đó, thì là khi mà ba viên công an này bị té xuống như đó, thì mấy người con của ông cụ Kình này họ với châm lửa vào một cái thau đựng xăng và đổ xuống đó. Một người thì như vậy, một người khác thì đổ thêm xăng vào, khiến cho ba cái nhân viên công an đó bị chết cháy ở dưới đó. Nhưng mà thật ra đó, thì sở dĩ anh đi hỏi anh cái câu đó, hỏi đó đó là muốn xác định lại cho nó rõ thôi. Nhưng mà theo như chính phủ đó, thì theo như, của Viện Kiểm sát đó, thì họ không làm cái thí nghiệm đó lại một lần nữa, dựng lại cái hiện trường nữa. Nhưng mà ngay cái chỗ đó hiện tại bây giờ anh có chất một đống củi đổ xăng lên đốt cũng không cháy. Bởi vì dưới đó không có không khí. Không, nó cũng lớn. Nó lớn, nhưng mà người dân người ta đã tự làm những cái thí nghiệm. Và người ta đã tự coi thử, đốt coi thử nó có cháy hay không. Họ đứng ở trên, họ đổ xăng xuống coi thử nó có cháy hay không. Nhưng mà nó cháy trong một cái thời lượng rất là ít, không thể nào mà cháy thành tro, thành than cả ba con người được. Thực đấy. Sự ra tôi không biết anh cái thí nghiệm anh coi như thế nào, nhưng mà theo cái nhận định riêng của tôi, như quan sát và những cái điều mà tôi đọc được, tôi tìm hiểu được, trước hết là cái này nó, tại vì nó đã được chuẩn bị trước, cuộc tấn công đã được chuẩn bị từ trước rồi, người ta phải biết ở giữa đó nó có cái khoảng cách như vậy và nó có cái giếng trời như vậy mà người ta đã nhảy qua, mà để rồi cuối cùng là phải lọt xuống đã là một cái bất ngờ rồi. Cái thứ hai nữa, cái môi trường đó nó cũng, tiếng Việt Nam gọi là yếm khí như Andy vừa nói, tức là không khí nó không có đủ để có thể cháy lâu. Thực sự cái này cũng khó mà tranh cãi, tại vì tôi thấy cái khoảng cách nó cũng lớn mà có thể cháy được. Nhưng mà cháy bao lâu thì cái xác người mới thành than? Thì thưa quý vị, nó là không phải là cháy bỏng thì nó mau, cháy bỏng mà chết thì nó mau. Nhưng mà như họ nói, họ dùng cái chữ rõ ràng là trong cái bản án họ nói là than hóa, tức là cháy toàn bộ như vậy. 3 thì tiếng nó, rưỡi, cái đó thì, phải 3 tiếng rưỡi thiêu trong vòng mấy nghìn độ. Yeah. Và phải thiêu cho những cái lò thiêu xác đó, thì họ có cái áp suất rất là mạnh để họ thiêu cho nó nhanh, thì cũng là mấy tiếng đồng hồ. 3 tiếng rưỡi. Rồi, cái điểm thứ ba nữa là khi mà cháy như vậy thì những công an khác, và trong những cái người mà bị chết cháy đó có một người là sĩ quan lo về công an mà lo về chữa cháy. Thì làm cái gì? Tại sao họ không nhảy xuống họ cứu đồng đội của họ? Chả lẽ họ đứng yên 3.000 quân mà để đứng nhìn quan sát đồng đội của mình bị chết cháy đó mà không có một biện pháp gì để cứu đồng đội của mình hay sao? Mình phải đặt cái câu hỏi đó chứ, lúc đó cả mọi người đều thấy như vậy. Và đó là đó cái vụ mà đổ xăng mà rồi đốt cháy rồi thải xuống đổ xăng thêm vân vân và vân vân đó, là cái đó là bên Viện Kiểm sát Nhân dân họ nói. Chứ còn thực tế nó có phải như vậy không thì vẫn là những câu hỏi rất lớn đang được đặt ra. Là tại vì khi mà tấn công người ta như vậy thì anh cũng có những cái bên kia thì họ có chuẩn bị xăng, đúng, họ có mua xăng, họ nói trước rồi, họ có mua xăng. Nhưng mà khi mà anh đến mà anh tấn công như vậy và anh có lực lượng cứu hỏa như vậy thì em phải có đầy đủ cái phương tiện cứu hỏa, tại sao không cứu? Thì người ta đặt câu hỏi, bây giờ người ta đặt câu hỏi, phải chăng là những người này đã bị bắn chết ở đâu đó trước rồi, đồng đội khi mà tấn công vào đó đã bắn lẫn nhau rồi, rồi đem quăng xuống đó, rồi bây giờ con người đốt luôn và tạo ra cái hiện trường để mà có cớ để mà lên án, và nhất là để mà có cớ để mà kết tội những người dân đồng tâm chống lại họ. Còn cái vụ mà cụ Lê Đình Kình chết, và người ta nói là bây giờ nếu mà dựng hiện trường trở lại đó thì mình không muốn dựng là người thì mình có thể dùng những cái xác, chẳng hạn như xác heo chết hay là những cái xác thú vật khác, nó cũng tương đương với trọng lượng cơ thể của con người. Mình có muốn, nếu mình muốn thì mình có thể làm lại được thôi, và tại mình không muốn thôi.
Nhưng mà nó có một, nó có khổ một cái này quý vị, là ở bây giờ chính miệng họ nói ra rồi, cũng cái gì cũng trong tay họ, cho nên anh không có thể của Lê Đình Kình bị bắn chết đó, thì theo như công an nói đó, thì là họ mở cửa ra và cụ Lê Đình Kình này đứng ở sau cửa chờ sẵn, trên tay cầm một quả lựu đạn để chuẩn bị tấn công ném vào họ, cho nên và quay lưng lại phía họ thì họ phải bắn chết cụ. Quay lưng lại phía họ thì họ phải bắn chết. Nhưng mà những cái dấu tích trên cơ thể của cụ, tại vì sau đó họ giao lại cái xác cho cụ sau khi họ đó mổ phân thây ra, họ giao lại cái xác cho thân nhân, thì cái thân nhân họ chụp cái hình họ đưa lên thì trước ngực cụ có một cái viên đạn, tức là bắn ngay trước mặt chứ không phải bắn sau lưng. Đúng rồi. Viên đạn rất là nhỏ. Và như vậy, và với những cái mà nhận xét của những người chuyên môn, họ nói là viên đạn bắn đó bắn trong tầm bắn rất là gần, bắn trực diện chứ không phải là bắn sau lưng. Và cái điều ngạc nhiên đó là cái bản mà cáo trạng đó, họ nói là khi mà cụ cầm trái lựu đạn như vậy tấn, dự định tấn công họ, họ phải bắn cụ, thì khi cụ té xuống thì chó nghiệp vụ, chó nghiệp vụ nó cắn vào chân, nó lôi ra bên ngoài cửa. Rồi, và trên tay cụ ấy vẫn còn quả lựu đạn. Thì thưa quý vị, ai cũng biết là cụ Lê Đình Kình cách đây mấy năm đã bị công an dụ ra ngoài cái chỗ sân bay Miếu Môn đó, đánh một trận, đánh gãy chân, bắt đi tù. Rồi sau đó, cái ông mà lúc đó là ông ấy là Nguyễn Đức Trung đó, ông là chủ tịch ủy ban nhân dân của thành phố Hà Nội đó, phải đứng ra giàn hòa, tại vì Dân Đồng Tâm lúc đó họ bắt giữ một số, làm con tin một số công an, thì phải giàn hòa để trước hết là ký vào giấy tờ đàng hoàng với chữ, với chữ viết của chính ông Nguyễn Đức Trung là sẽ không truy cứu hình sự những người mà liên quan đến cái vụ này. Nhưng mà cuối cùng bây giờ họ vẫn truy cứu hết đó, không để cho nó hết đã. Thứ nhất là không như vậy. Thứ hai là khi mà cụ vào nhà thương và để cho như là giảng hòa thì đưa thả cụ ra, và ông còn tặng thêm một chiếc xe lăn, tại vì cụ bị đánh gãy chân rồi, một cụ 80 năm tuổi rồi mà gãy chân thì đâu có lành nữa, tức là có nghĩa là cụ không đi lại bình thường được, cụ phải đi di chuyển bằng xe lăn. Cho nói chuyện mà cụ đứng lên mà cụ chạy hay là cụ trốn lại chống lại thì là một ông cụ 85 tuổi mà muốn chống lại một cái đám công an như vậy mà lại bị quẹ chân như vậy nó thì làm sao mà đứng lên được. Rồi điểm thứ ba mà rất là khôi hài là cái chỗ là dự định cầm một quả lựu đạn tính ném để chống lại công an, đã rút chốt ra trước, người ta chỉ nắm cái kiếp thôi chứ. Thì anh cứ tưởng tượng có đá như vậy mà bị bắn té xuống đất, bắn chết mà tay mà không bung ra, mà chó nghiệp vụ nó còn lôi ra ngoài, mà trên tay vẫn khi mà lôi ra ngoài rồi trên tay vẫn cầm quả lựu đạn. Nhưng thì người đó phải là người thay. Anh đọc có lộn không? Chó lựu, con chó nghiệp vụ nó cắn cái kiếp của cái trái lựu đạn nó, cho nên trái lựu đạn nó không nổ. Anh cứ cười. Cắn vào chân cụi, lôi cụi ra ngoài rồi mà trên tay cuối cùng vẫn còn quả lựu đạn đó, thì chúng tôi không biết là chỉ có xin lỗi quý vị, chỉ có mấy người nghĩa là ngu xuẩn mới tin được những cái luận điệu đó thôi. Sao anh nói ngu xuẩn được, người ta rất là thông minh, nhưng mà bây giờ những người ngu xuẩn họ xử, thành ra bây giờ những người thông minh không làm được cái gì với người ngu xuẩn cả, cho nên anh nói cái đó làm tôi nhớ tới cái hình ông Sihanouk có nói một câu là trong 100 người Campuchia đó, thì có một người khôn và 99 người ngu. Còn ở Việt Nam á thì có 99 người khôn, chỉ có một người ngu thôi. Nhưng cái sự khác biệt á là bên Campuchia á thì một người khôn nó lãnh đạo 99 người ngu. Còn ở Việt Nam á thì một người ngu lãnh đạo 99 người khôn. Cái câu nói này thâm thúy. Thì bởi vì tôi nói bây giờ tất cả người dân đều là thông minh cả, mà bây giờ cái thằng Sử nó ngu quá đi rồi bây giờ. Nhưng mà cái thằng ngu đó nó lại cai trị cái đám thông minh này. Mình trở lại phiên tòa sự vụ Đồng Tâm. Thứ hai là các luật sư của bên bị cáo họ đưa ra cái một yêu cầu là cho họ được nói chuyện, được hỏi cung trực tiếp những cái người bị tố cáo, những bị can. Thì quý vị cũng biết là trong các phiên tòa, nếu mà chẳng hạn như ở bên Mỹ này, các quốc gia khác mà công bằng đàng hoàng, ngay cả Việt Nam nếu mà nó công bằng đàng hoàng theo luật á, trên nguyên tắc thì luật sư của bên bị can
có quyền hỏi bị can thân chủ của mình trước tòa. Tôi nói thí dụ như bây giờ tôi là luật sư của anh Andy, và trong các bản cáo trạng của bên công tố đưa ra là anh Andy nói rằng ngày hôm đó anh có uống rượu và anh ấy đã lái xe, cho nên là nó mới xảy ra cái chuyện A, chuyện B, chuyện C này. Thí dụ như vậy, lời khai. Thì bây giờ tôi ra trước tòa, tôi là luật sư của anh Andy, tôi sẽ anh ngoài đi. Có đúng là ngày hôm đó anh uống rượu không? Và anh đã lái xe không? Thì anh ấy đi, Andy thiêu hoài, anh bảo không, tôi không có uống rượu ngày hôm đó. Tôi lái xe, nhưng tôi không có uống rượu. Thế thì tôi sẽ hỏi tiếp là, thế thì tại sao trong cái biên bản nói là anh có uống rượu rồi anh mới lái xe? Tại sao anh lại khai như vậy? Mà không, tôi không có khai như vậy. Ủa, tại sao trong cái biên bản này lại anh xác nhận là anh có khai và anh có ký tên ở dưới? Thì anh đi có thể lúc đó anh sẽ nói là ồ, tại nó đánh tôi quá, tôi chịu không nổi. tôi phải khai thôi, nó bảo tôi nhận thì tôi phải nhận tội. Tôi phải ký thôi chứ. Tôi phải áp lực. Nếu và người ta nói là nếu mà bây giờ cứ ký đi rồi ra tòa phản công lại cũng được, thì tôi thấy như vậy cũng được, hợp lý quá thì tôi ký. Thí dụ đấy chỉ là một thí dụ thôi. Và cái chuyện mà luật sư hỏi thân chủ của mình là bị can trước tòa là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà ngày hôm đó thì ban tòa nói là chuyện này không cần thiết. Thì, nhưng mà ở đây không phải chương trình đọc báo vẹm, nhưng mà Andy chỉ nói cho quý vị. Andy xem những cái phim cao bồi của Mỹ đó, năm họ quay lại những cái bối cảnh mà nội chiến của Hoa Kỳ, rồi sau đó năm 1880 mấy đó, cái thời đó ngay cả từng một cái thao nhỏ thôi. Đã có ông sheriff rồi, đã có ông quan tòa, có ông bác sĩ, có bồi thẩm đoàn ở đó luôn. Cứ mỗi một lần có một thằng, một anh cao bồi nào đó mà bắn sau lưng một anh chàng nào đó, là cái luật của cao bồi phải đứng trước mặt và bắn, không bao giờ bắn sau lưng. Một khi bỏ súng xuống là hai tay phải là chỉ có đấm nhau trước mặt, chứ không đấm sau lưng, là nằm úp xuống là nó không đánh nữa. Nhưng mà vì một lý do nào đó anh bắn người ta vào sau lưng, hay anh có những cái điều gì mờ ám mà người ta đem ra tòa, thì cái trial đó nó phải fair, có nghĩa là phải, nó phải rõ ràng đâu đó. Mà nó là năm 1880 mấy mà còn phải lựa chọn những cái người bồi thẩm, 12 người bồi thẩm, mà lựa không được phải dời từ cái thao này qua cái thao kia, mà dời không được chỗ đó nó favor cho người đó, họ phải dời qua cả tiểu bang khác để họ xử, để họ mượn cái vùng đó họ xử. Là anh mới thấy rõ ràng cái hành pháp, cái lập pháp và cái tư pháp nó rõ ràng đâu ở đó. Còn cái này anh đang nói hành pháp, lập pháp và tư pháp nó nằm trong tay một đảng. Thì đó là thì một cuối điều, cùng mà nó... điều mà các luật sư đưa ra. Bây giờ tấn công vào làn đồng tâm ngày hôm đó là ai? Là công an Hà Nội. Thì đúng rồi, cái đó là hành pháp rồi. Rồi cũng công an Hà Nội ngày hôm nay đứng ra làm bên Viện Kiểm sát Nhân dân. Cũng công an Hà Nội lại điều tra, điều tra vụ án. Thì anh tấn công vào nói bắt ta về, anh tiếp tục anh làm điều tra, anh làm biên bản vụ án, anh đưa cho bên Viện Kiểm sát Nhân dân, cũng là anh hết. Đúng bây giờ thì làm sao mà có sự có bằng ở trong này? Cho nên dĩ nhiên là chúng tôi chỉ nêu được một số những cái điểm mà nó bất thường trong cái vụ án này thôi, để chia sẻ với quý vị thôi. Còn quá nhiều cái điều khác mà nếu mà quý vị có dịp đọc báo hay nghe đài, hay là quý vị xem truyền hình, và đặc biệt bây giờ ở trên những cái trang mạng xã hội nó có rất nhiều những cái tin tức được đưa ra. Ngay cả mới đây người ta có đưa cái hình ảnh của cụ bà Lê Đình Kình, bà ấy nói rất là cảm động về cái sự việc này, xem muốn rớt mắt luôn thưa quý vị. Và bây giờ cái phần kế tiếp mình muốn chia sẻ với quý vị đó là rồi cái hệ tại sao lại có cái vụ án nó đến như thế này, tại sao phải cần tới 3.000 công an mà tấn công nhà dân một lúc nửa đêm để lấy một cái miếng đất, để giành với dân một cái miếng đất mà nếu mà bình thường thì nó đâu có quan trọng đến cái vụ mà đến cái việc mà phải hy sinh bao nhiêu sinh mạng như vậy. Thưa quý vị, là người ta sợ rằng nếu mà người dân đồng tâm mà họ giữ được đất của họ, đất của họ không chịu bàn giao cho nhà nước, không chịu giao cho nhà nước, thì những người, vùng tạo ra một cái tiền lệ, tạo ra một cái tiền lệ. Người ta sợ nhất là cái đó, và nhất là cách đây mấy năm thì những người dân đồng tâm, xã đồng tâm đó, họ đã bắt giữ làm con tin một số cán bộ công an được. Mà cái vụ này mình không xử tới luôn. Ông Nguyễn Đức Trung, ông Giàn Hòa thì lúc đó là để cho nó im đi thôi. Nhưng mà người ta nghĩ rằng nó sẽ xử nguội. Và bây giờ thì họ không phải là xử nguội mà họ làm nguội, họ giết luôn ông Lê Đình Kình và những người khác. Thì đây là những cái điểm mà nhà cầm quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam họ rất là sợ. Tại vì nó như cái bệnh dịch, nó có thể lan được.
Tại vì người dân trong nước họ rất là phẫn nộ rồi. Đất của họ đang là đất của họ, tự nhiên đùng đùng đến chiếm, hoặc là chiếm luôn, hoặc là mua lại với cái giá rẻ mạt, trị giá thí dụ vậy 1.000, rồi bán ngay lập tức một năm sau đó cái miếng đất của họ đó bán 400.000 một mét vuông thí dụ, hay là 4 triệu một mét vuông, mà trong khi đó trả cho có 1.000 đồng một mét hay là 10.000 đồng một mét, nó rất là bất công cho nên họ. Những cái này người dân trong nước họ đang họ chịu, họ phẫn uất và họ chưa biết nhận làm như thế nào. Cái hình ảnh của xã Đồng Tâm rất là quan trọng. Nếu mà không dẹp ngay để nó lan ra những người khác thì cái sự gọi là an nguy của Đảng Cộng sản Việt Nam nó sẽ không còn nữa. Người dân người ta sẽ đứng lên, người ta sẽ lật đổ chế độ. Cho nên họ sợ họ phải làm tới là như vậy. Nguyên Khôi và quý vị biết anh đi có xem một số những cái YouTube đó, mà cái người họ bị oan đó, họ đứng ngay ở ngay giữa thành phố Hà Nội vậy, hay là họ đứng trước tòa án, họ cứ kêu đã đảo ngành tư pháp, đã đảo ngành tư pháp Hà Nội, đã đảo ngành tư pháp Việt Nam. Mà cứ la làng như vậy tới khi phóng viên hỏi, thế thì ai là người nắm ngành tư pháp Việt Nam? Thì bả lại trả lời tôi không biết. Nếu như vậy thì ngành tư pháp Việt Nam chỉ không biết, như vậy ngành tư pháp của Hà Nội là ai? Tôi cũng không biết. Nếu vậy chị có biết tư pháp là gì không? Dạ tôi cũng không biết, tôi chỉ biết nó cướp đất của tôi. Bây giờ thì quý vị thấy cái kiến thức của người dân họ như thế nào, họ không biết cái tư pháp là gì, lập pháp là gì, hành pháp là gì. Nhưng mà chắc chắn họ phải hiểu một điều là ba ngành đó nó đều nắm trong tay của một đảng, và cái đảng đó thì nó thâu tóm hết cả ba cái ngành tư pháp, hành pháp và cái ngành lập pháp. Còn một điều nữa anh đi cũng muốn nói cho quý vị, có một câu hỏi rất là nhiều người cứ nói chuyện với anh đi hoài là tại sao cứ coi tất cả những cái phim ảnh của Việt Nam, YouTube của Việt Nam, hễ cảnh sát mà chặn cái người đi đường lại đó, là người đi đường họ phản kháng, mặc dù đó là nó có luật lệ đó, là cái người cảnh sát đó họ có quyền hành làm như thế này, quyền hành làm như thế kia, nhưng mà tại sao hễ cứ chặn người dân lại người ta là phản kháng, mà người ta phản kháng một cách rất là dữ dội, cho dù họ có lỗi không có lỗi họ cũng đều phản kháng, là bởi vì sao? Sau này cái câu trả lời rất là đơn giản thôi. Tại vì 9 trên 10 vụ, 9,5 trên 10 cái vụ chặn lại là đều không có sai trái. Chỉ có nửa vụ là sai trái thôi. Đã trong quá khứ nó đã từng là như vậy. Cho nên bây giờ có sửa đổi cái ngành mà hành pháp của Việt Nam đến mức độ nào đi nữa, người dân phải mất một cái khoảng thời gian rất lâu, lâu lắm, nhiều năm để người ta mới có thể tin tưởng lại cái ngành hành pháp. Anh biết một điều là Cộng sản họ cai trị dân dựa trên cái sự ngu dân. Nếu mà cái kiến thức của người dân được mở rộng ra, họ có nhiều kiến thức hơn, kiến thức họ được giáo dục một cách tốt đẹp hơn, họ biết hiểu biết nhiều hơn, thì chắc chắn là cái sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam nó sẽ càng ngày nó sẽ thất bại, nó sẽ yếu thế đi. Ai cũng biết chuyện đó, và họ cũng biết chuyện đó, họ cũng biết chuyện đó, cho nên là họ ngăn chặn tất cả những cái phương tiện truyền thông. Bây giờ cách nào có thể ngăn, có những cái điều họ ngăn chặn mà họ làm được, có những điều họ không làm được. Cho nên nếu mà bây giờ chẳng hạn như mà chỉ là công an với người dân, một người dân bình thường không, họ không có cách nào họ ngăn chặn được. Cho dù là họ muốn ngăn chặn, nhưng mà chẳng hạn như mình nói cái gì mà nó ngược lại chống đối chế độ hay lật đổ chế độ thì họ sẽ tìm cách đủ mọi cách để họ ngăn chặn những cái video clip này không nào. Và điều cuối cùng anh đi muốn nói cái vấn đề này, thì bây giờ một cái thế giới nó đại đồng, nó chung hết rồi. Internet, cái người dân sớm thì muộn người ta cũng sẽ có những cái kiến thức người ta thâu lượm được từ những chỗ này hoặc những chỗ khác, để rồi cuối cùng họ cũng mở rộng cái tầm nhìn, họ cũng có kiến thức của người dân thôi, cho dù anh bưng bít đến cỡ nào. Những cái quốc gia quý vị thấy rằng ở bên Trung Đông, quý vị thấy những quốc gia đã bị lật đổ từ Saddam Hussein, từ Assad vân vân đồ này nọ, những quốc gia quý vị sát chưa được lật đổ, nhưng mà một số những nhân vật bây giờ nói ra thì anh đi không nhớ nữa. Nhưng mà cái kỳ vừa rồi đó, thì cái vụ mà nó kêu cuộc cái làng cách mạng, làng sống xanh đó, ở tại tại Trung Đông đó, thì quý vị cũng thấy đó, thì cai trị dân sắc máu đến cỡ nào cuối cùng cũng bị lật đổ. Mà cái điều cuối cùng anh đi muốn nói đến đó là cũng chính vì vậy cho nên cái Đảng Cộng sản Việt Nam mà càng cai trị dân cái kiểu này, càng kiểu cái kiểu mà cai trị ngu dân như thế này đó, thì cuối cùng quý vị thấy điều gì? Chính họ cô lập lấy cái quốc gia của họ, cái đảng của họ, và cuối cùng họ lại làm trò cười cho cả thế giới này thôi. Và họ không thể nào giấu mãi
cái tội ác của họ, họ cũng không thể nào cai trị dân mãi mãi bằng cái cách của họ đang cai trị như thế này được. Rồi tới một lúc nào đó nó cũng đi đến như một cái làn sóng xanh vậy, thì quý vị nghĩ cái chuyện đó nó cũng sẽ đến thôi. Người dân không thể nào ngu mãi được, họ sẽ đứng lên. Vâng, và chắc là chúng ta sẽ chào tạm biệt quý khán giả đến đây. Nguyên Khôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Quý vị một cuối tuần thật là an vui, thật là hạnh phúc. Andy xin chào tạm biệt.